Hôm nay Cathy làm nước giải khát gồm có sâm, sữa với lại syrup cộng với nước đá. Xong mình cho vào ly, sau khi làm xong cái ly này rồi, cái ly này thì chỉ có sâm với lại sữa thôi, còn cái ly này á sau khi mới làm là syrup. Với sữa ít quá thêm nữa. Rồi cái này thì nó có syrup cho nên mình bỏ nước đá vô, cho nó cứ ngọt á mình bỏ nước đá vô. Mùa hè mình ăn nhiều đây thôi, chuyện làm mình rất đẹp thì mình cho nước đá nhiều. Thì mùa hè thì ăn cái này nó mát. Rồi mời các bạn dùng. Xin mời.